Nhà tiên tri nổi tiếng người Mỹ dự báo năm 2020 thế giới sẽ diễn ra trận quyết chiến giữa thiện và ác. Jean Dixon là nhà tiên tri nổi tiếng của người Mỹ. Khi còn sống, bà đã dự đoán chính xác cựu tổng thống John Kennedy sẽ bị ám sát, đảng cộng sản sẽ thống trị Trung Quốc và các sự kiện lớn khác. Bà cũng dự đoán rằng vào năm 2020 trên thế giới sẽ diễn ra trận chiến quyết liệt giữa thiện và ác, từng được ghi chép trong Kinh Thánh. Năng lực tiên tri là đặc ân do Thượng Đế ban cho. Bà Dixon sinh ra ở Wisconsin nhưng lớn lên ở California. Một người du mục được cho là sau khi xem tướng tay cho Jim Dixon, đã nói rằng tương lai bà sẽ trở thành một nhà tiên tri nổi tiếng và đưa ra lời khuyên cho những nhân vật quyền thế. Ban đầu, bà làm việc ở một vị trí khiêm tốn, là viết bài cho một chiêm tinh của một tờ báo. Bà sử dụng một quả cầu pha lê để xin bói và tiên tri. Sau đó dần dần xây dựng nên danh tiếng của mình. Mặc dù không quan tâm đến chính trị và tình hình thế giới, bà Dixon đã từng làm cố vấn cho một số tổng thống của Hoa Kỳ, dự đoán thế sự và đưa ra những lời khuyên cho họ. Bà cho biết trong thế chiến thứ hai, cựu tổng thống Franklin Roosevelt đã mời bà đến nhà trắng để đưa ra đề xuất về những vấn đề quân sự. Bà nói với tổng thống Roosevelt rằng cuộc chiến sẽ kết thúc vào giữa năm 1945, nhưng ông đã qua đời vào tháng 4 năm 1945 và không thể tận mắt chứng kiến chiến tranh kết thúc. Bà Dixon cũng từng dự đoán điều kiện ám sát của tổng thống Kennedy. Dựa trên cảnh tượng bà đã nhìn thấy khi đến nhà thờ để cầu nguyện vào năm 1952. Lúc đó, bà nhìn thấy một chàng trai trẻ bóc dáng cao, mắt xanh biếc. Và rồi có một giọng nói với bà rằng người đàn ông đó là người của đảng Dân Chủ, sẽ được bầu làm tổng thống năm 1960, sẽ bị ám sát trong nhiệm kỳ của mình. Sau đó, quả nhiên cựu tổng thống Kennedy đã bị bắn chết. Khi ông còn trong nhiệm kỳ tổng thống năm 1963, là một tín đồ có đức giáo sùng đạo, bà Dixon nhấn mạnh rằng những cải tượng mà bà đã nhìn thấy, tất cả đều là từ Thượng Đế ban cho. Vì thế, bà đã giành được rất nhiều sự ủng hộ trong cộng đồng tôn giáo. Nhìn thấy đảng cộng sản thâu độc chính quyền ở Trung Quốc, khi còn sống, bà Dixon đã đưa ra nhiều lời tiên tri, trong đó liên quan đến Trung Quốc, bao gồm cả việc đảng cộng sản sẽ thâu độc quyền lực ở Trung Quốc. Trong một cuộc họp với cựu tổng thống Roosevelt, bà đã đề cập rằng sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, nhiều quốc gia vừa và nhỏ ở Đông Âu và Châu Á sẽ trở thành chính quyền đỏ. Nga sẽ được tôn sùng như người anh lớn của các quốc gia cộng sản và sẽ đối đầu với cạnh tranh sự quân sự lâu dài với Hoa Kỳ. Nhưng cuối cùng, Hoa Kỳ sẽ thành lập một liên minh với Nga để cùng nhau chiến đấu chống lại Trung Quốc đỏ. Cựu tổng thống Roosevelt đã rất bất ngờ. Ông cho rằng Trung Quốc đỏ là điều không thể. Và lúc đó giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc không có xung đột. Hoa Kỳ liên minh với Nga là để duy trì vị thế của Mỹ trên thế giới và để tồn tại. Bà Dixon chăm chú nhìn vào quả cầu pha lê và nói: tôi thấy rằng đảng cộng sản sẽ chiếm chính quyền Trung Quốc và chính phủ Trung Quốc hiện tại sẽ đến một hòn đảo có hình chiếc lá. Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ là nỗi lớn thứ hai đối với ngoại giao của chúng ta. Dự ngôn về trận chiến quyết định giữa thiện và ác diễn ra trong năm 2020. Trong cuộc đời của mình, bà Dixon đã viết 7 cuốn sách, bao gồm cả cuốn tự truyện. Bà kể rằng, khi cảnh tượng báo trước tương lai bắt đầu hình thành, tất cả mọi thứ đều thay đổi, bao gồm cả không khí xung quanh bà. Bà dường như đang ở một đoàn khí quyển khác. Bà nói, tôi cảm thấy sự yên bình và tình yêu không thể diễn tả được. Tôi đứng một mình, không có điều thế tục nào có thể chạm vào tôi. Tôi cảm thấy mình ở một nơi cao hơn nhìn xuống. Tôi muốn biết tại sao người khác không thể nhìn thấy những cảnh tượng mà tôi được thấy. Bà Dixon xuất bản cuốn The Call to Glory năm 1971. Trong cuốn sách, bà nói rằng Chúa Giê-xu sẽ xuất hiện lại.
trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2037 và trận quyết đấu giữa Thiện và Ác Thời Mạc Thời được đề cập trong Kinh Thánh sẽ xảy ra vào năm 2020. Có lẽ nhân loại đang phải đối mặt với năm 2020 nhiều biến cố. Các thảm họa thiên tai nhân họ sẽ khác liên tiếp sự xuất hiện. Bệnh dịch viêm phổi Vũ Hán đang đe dọa toàn cầu và cuộc chiến giữa thiện và ác mà nhà tiên tri Jason dự đoán. Đối diện với hết thảy những điều này, mỗi chúng ta đều cần phải đưa ra sự lựa chọn giữa cái thiện và ác. Và sự lựa chọn này sẽ quyết định tương lai của mỗi người.